bạn vẫn mưu cầu về hạnh phúc mỗi ngày. Nhưng bạn đã thực sự hiểu thế nào là một cuộc sống hạnh phúc? Nằm ở khu vực Tây Nam Á, trên dãy Himalaya hùng vĩ, Bhutan là một quốc gia mà ở đó sự hài lòng luôn ngự trị và nỗi buồn không được phép ghé thăm. Hành trình hạ cánh xuống sân bay quốc tế Paro cũng khó khăn như hành trình đi tìm hạnh phúc. Sân bay này nằm ở độ cao 5.500m so với mặt nước biển và bao quanh là các đỉnh núi. Các luồng gió nghịch dưới thung lũng thường xuyên khiến máy bay chao đảo khi tới gần phi trường. Cộng thêm đường băng ngắn khiến việc hạ cánh xuống sân bay luôn là một thách thức đòi hỏi phi công phải dày dặn kinh nghiệm. Vào thời điểm nhất định, gầm của máy bay gần như sát với những ngôi nhà trên đỉnh núi. Người hướng dẫn viên du lịch nói với chúng tôi rằng chỉ có 6 phi công có thể thực hiện được thao tác hạ cánh xuống sân bay. Bhutan là quốc gia duy nhất trên thế giới lựa chọn chỉ số hạnh phúc GNH để đo lường sự tiến bộ của đất nước, chứ không phải là GDP. Họ không chấp nhận sự phát triển kinh tế đi kèm với sự suy thoái về tài nguyên thiên nhiên. Chính phủ cho rằng một quốc gia hạnh phúc phải chú trọng đến mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi doanh nghiệp hay an sinh của tất cả mọi loài. Vậy tổng hạnh phúc quốc gia GNH của Bhutan dựa trên những yếu tố nào? Đó là lãnh đạo tốt, bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hóa và phát triển bền vững. Không được đặt lên hàng đầu như GDP của Bhutan phát triển bền vững trong vòng 7 năm gần đây. Bằng cách cho phép Ấn Độ đầu tư mạnh vào thủy điện, Bhutan đã trở nên giàu có nhanh chóng. Đây chính là kinh nghiệm điển hình cho nhiều quốc gia trong việc quản trị hiệu quả nguồn tài nguyên của đất nước. Ở Bhutan, y tế và giáo dục được miễn phí cho công dân và chính sách miễn phí về y tế cũng được áp dụng cho tất cả các du khách. Sở dĩ khách du lịch được hưởng chế độ miễn phí về y tế vì khi tham gia tour, bạn đã trả mức chi phí là 250 đô la một ngày vào mùa cao điểm và 200 đô la một ngày vào mùa du lịch thấp điểm. Đây là chính sách chính phủ duy trì để giới hạn du khách tới Bhutan nhằm hạn chế những tác động xấu tới môi trường cũng như văn hóa của chúng tôi. Đó là chính sách phát triển du lịch giá trị cao, tác động thấp. Chính phủ không hẳn là hoàn hảo để luôn đem lại hạnh phúc cho người dân, nhưng cách họ nhìn nhận và đo lường hạnh phúc có thể làm cho người dân tin tưởng sự lãnh đạo và làm đất nước tươi đẹp hơn. Tại Bhutan thì chính phủ quy định trong luật là 60% diện tích tối thiểu phải được bao phủ bằng rừng. Và những hành vi mà chặt phá rừng bừa bãi cũng như là vi phạm pháp luật thì bị xử phạt rất là nặng, thậm chí là phạt tù. Và có lẽ vì thế mà hiện nay 75% diện tích tại Bhutan đã được bao phủ bằng rừng. Trong chỉ số hạnh phúc quốc gia GNH thì yếu tố phủ xanh giúp con người kết nối với thiên nhiên là một yếu tố cốt lõi. Màu xanh của cỏ cây, nét đẹp bình dị của những bông hoa dại, những cây táo sai chữ ven đường đẹp như cổ tích, sự nên thơ của thiên nhiên thuần khiết sẽ khiến cho những lo toan không còn chỗ xâm chiếm tâm trí bạn. Và với những du khách phương Tây đến từ cuộc sống công nghiệp hối hả, thì đây quả thực là một chốn thanh bình đáng mơ ước. Với ý thức bảo vệ môi trường sống cho thế hệ tương lai, người dân Bhutan bao phủ đất nước hơn 70% diện tích rừng, khiến cho đất, nước và không khí thực sự trong lành. Họ nhận thức được rằng việc làm nhỏ bé ấy không chỉ đóng góp cho môi sinh của quốc gia này, mà còn đóng góp rất lớn cho lá phổi của cả hành tinh. Đối với khách du lịch khi đến Bhutan thì hết sức lưu ý là chúng ta không được thải cái rác thải ra ngoài môi trường, đặc biệt là lắc tít. Nhưng chúng ta khi ăn những hoa quả, trái cây, chúng ta có thể bỏ những cái hạt để một ven đường hoặc ở đâu đó thì nó có thể phát triển lên những cái cây để bảo vệ môi trường thêm nữa. Nhưng lưu ý là ở nơi công cộng, đặc biệt quý khách không được hút thuốc. Đây là điều cấm kỵ ở tại đất nước Bhutan. Nếu như giờ đây chúng ta mới làm quen với khái niệm không sử dụng túi ni lông và rác thải nhựa, thì tại Bhutan, túi ni lông đã bị cấm sử dụng từ năm 1999 và người dân chỉ dùng túi ni lông sinh học.
Đây cũng là quốc gia duy nhất trên thế giới cấm buôn bán và sử dụng thuốc lá từ 15 năm nay. Bhutan từng là một quốc gia có nền kinh tế kém phát triển. Nhưng rõ ràng chính phủ Bhutan đã chứng minh ý thức bảo vệ môi sinh của người dân nơi đây bỏ xa nhiều quốc gia trên thế giới. Thêm một trong những lý do khiến người dân Bhutan luôn cảm thấy hài lòng và hạnh phúc, đó là hàng ngày họ không phải hoang mang, lo sợ bị đầu độc bằng những hoa quả hay những thức ăn tẩm ướp bằng hóa chất. Chính phủ Bhutan nghiêm cấm bất cứ hành vi dùng hóa chất nào trong sản xuất nông nghiệp nhằm tạo ra nguồn lương thực thực phẩm đảm bảo 100% nguồn gốc hữu cơ. Đến những khu chợ ở Bhutan, bạn yên tâm lựa chọn và có thể ăn ngay trái cây tại sạp bởi hương vị rất tươi ngon và đậm đà của nó. Không có những gương mặt lo âu của người mua, không có những lọ hóa chất nhỏ xíu mà người bán mắt trước mắt sau nhỏ vào hàng hóa. Người Bhutan ứng xử với nhau bằng sự chân thật, giản dị và ngay thẳng. Họ có thể không giàu có, nhưng nhất định không làm giàu bằng những điều có hại cho người khác. Chủ trương của quốc gia Phật giáo này là không giết mổ và thịt chỉ được nhập từ nước ngoài, chứ người dân ở đây không sát sinh. 50% người dân Bhutan là những người ăn chay. Gạo và ngô là những loại lương thực chính ở trong nước. Giờ thì hãy nhìn xe cộ đi lại thong thả trên đường phố, bạn sẽ hiểu sự an lạc trong tâm thức của người dân nơi đây. Với dân số chỉ gần 830.000 người, Bhutan không bấn loạn bởi cảnh chen lấn hay những tiếng còi xe inh ỏi. Điểm độc đáo ở nơi hạnh phúc nhất thế giới, đó là thủ đô không có đèn giao thông và các thành phố khác cũng vậy. Điều khiến người dân luôn tuân thủ luật giao thông, đó chính là ý thức. Họ luôn cảm thấy xấu hổ khi chạy quá tốc độ hay đi không đúng làn đường của mình. Nghe nói Thimphu từng tồn tại đèn xanh đèn đỏ, nhưng chỉ vỏn vẹn trong 24 giờ do người dân yêu cầu gỡ bỏ. Cảnh sát lại đảm nhiệm vai trò của mình ở giao lộ chính. Đây có lẽ là công việc chủ yếu của họ, bởi lẽ ở Bhutan, an ninh trật tự vô cùng tốt. Gần như không có các tệ nạn xã hội. Các ngôi nhà đều có cửa nhưng chẳng bao giờ khóa. Tại Bhutan thì 90% người dân theo đạo Phật. Họ tin vào nhân quả, tin vào những điều tốt đẹp. Chúng ta có thể dễ dàng cảm nhận điều này qua ánh mắt, nụ cười cũng như là hành động của người dân nơi đây. Họ hướng vào sự an nhiên, tự tại ở bên trong thay vì sự ồn ào của thế giới bên ngoài. Nếp mình sau dãy Himalaya hùng vĩ, Bhutan hấp dẫn thế giới với những tu viện tĩnh lặng treo leo trên những vách núi. Với những công trình kiến trúc vô cùng độc đáo và một nền văn hóa đậm bản sắc, pha lẫn sự huyền bí. Nguồn gốc để có được một Bhutan yên bình như kể trên chính bởi đây là một quốc gia Phật giáo. Người dân Bhutan nhân hậu, chân thật và sống hướng thiện. Họ biết tu dưỡng bản thân mình mỗi ngày, sống tốt trong mỗi hành động, lời nói và ý nghĩ. Luật nhân quả trong Đạo Phật cho rằng những người hiền lành sớm giác ngộ sẽ có được hạnh phúc, bình an tại kiếp này và được tái sinh một cuộc sống tốt đẹp hơn vào kiếp sau. Khi xung quanh bạn không bị bao phủ bởi áp lực, sự giận dữ, tranh chấp và xung đột, thì một trường năng lượng tích cực sẽ được cộng hưởng và lan tỏa. Vì thế, con người phải kiểm soát được các tác động bên ngoài và phải quay về với chính mình, nhìn sâu vào bên trong mỗi bản thể. Nếu bạn tin rằng sẽ có kiếp sau, bạn sẽ không lo sợ kết thúc kiếp sống hiện tại. Cái chết được nhìn nhận một cách nhẹ nhàng bởi đó là dấu mốc của một sự khởi đầu mới. Ở Bhutan, đất đai không bị ô nhiễm bởi các nghĩa trang. Đây là cái cách mà người dân lưu giữ về người đã khuất. Sau khi hỏa táng, tro cốt được gửi lại thành những nắm tháp nhỏ trong các khe núi, các vách đá. Và trên những cánh đồng hay những triền đồi, những lá cờ được dựng lên để tưởng nhớ những người đã kết thúc một vòng đời.
Bhutan là vùng đất xa lạ đối với thế giới vì nơi đây dường như tách biệt hẳn so với sự toàn cầu hóa. Nó khiến cho quốc gia này vẫn còn tồn tại một số giá trị cũ và dường như lỗi thời so với cuộc sống hiện đại. Nhưng điều đó không có nghĩa là vùng đất cũ kỹ này lại không thể đem đến cho ta những trải nghiệm tuyệt vời về cuộc sống và con người. Khi đặt chân đến đất nước Bhutan thì cảm nhận của chúng tôi thì cảm thấy rằng là vấn đề thiên nhiên đó, thì đất nước này không có bị ô nhiễm và họ luôn luôn lúc nào cũng sống trong một cái sự coi như là trang hòa với một cái tình thương, và trên khuôn mặt của mọi người luôn luôn lúc nào cũng có một cái nụ cười. Chính cái chỗ đó mà chúng tôi cảm nhận có một cái năng lượng rất là lớn. Chính phủ Bhutan luôn cố gắng để giúp người dân biết cân bằng cuộc sống vật chất và tinh thần. Hãy nhìn xem, chúng ta và người dân ở nhiều nơi khác trên thế giới đang dành rất nhiều tâm trí và sức lực để sở hữu những thứ vật chất mà chúng ta mong muốn. Còn với người Bhutan, đó không phải là cách để họ phấn đấu, vì nó có thể tạo ra những áp lực, sự lo âu hoặc lớn hơn là nỗi buồn, sự thất vọng khi không đạt được những điều đó. Người Bhutan không quan tâm đến việc có iPhone, ô tô hay nhà mới. Họ hạnh phúc chỉ vì họ đang tận hưởng cuộc sống an vui trong lành của chính họ mỗi ngày. Là quốc gia theo chế độ quân chủ, các quốc vương đương nhiệm của Bhutan đều có tầm nhìn chiến lược, hiểu biết, thương yêu và tôn trọng nhân dân. Người giàu và người nghèo ở Bhutan không quá cách biệt. Khi đi ra đường, tất cả đều mặc trang phục truyền thống. Sự gần gũi giữa tầng lớp quý tộc và tầng lớp thường dân đã giúp mọi người yêu thương nhau hơn. Còn bây giờ hãy nhìn lại bản thân. Bạn đã biết yêu thương chăm sóc mình hay chưa? Luôn hướng đến những năng lượng tích cực để vượt qua mọi cảm xúc khó khăn hay chưa? Bạn có thực sự đủ từ bi, lòng trắc ẩn đối với con người và vạn vật? Nếu muốn thật hạnh phúc, hãy từ bỏ những vọng niệm, sống hòa hợp với thế giới xung quanh và lắng nghe thiên nhiên mỗi ngày. Bạn sẽ hỏi tôi rằng làm thế nào để cảm nhận được sự hạnh phúc thực sự của một con người? Tôi sẽ trả lời bạn rằng chúng ta chỉ cần nhìn vào nụ cười và ánh mắt.